Rất nhiều cô giáo thắc mắc rằng ở độ tuổi nhà trẻ thì không biết nên tổ chức các hoạt động như thế nào để cho trẻ thêm hứng thú, các hoạt động làm thế nào để vẫn đạt được mục tiêu nhưng có tính ứng dụng cao cũng như là gần gũi với trẻ thì trẻ sẽ vô cùng thích thú. Ví dụ như là một hoạt động như thế này thì vừa giúp rèn vận động tinh vừa tăng thể lực cho trẻ, và đặc biệt trẻ rất thích vì tham gia như một trò chơi, các cô có thể áp dụng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.